Và xin phép được gửi đến quý vị nhạc phẩm tiếp theo sau đây. Cho phép anh Nguyệt để hoa quý vị tặng cho anh Nguyệt ở đây. Trước khi hát nhạc phẩm này, cho phép anh Nguyệt gửi đến tất cả những người mẹ, những người chị có mặt trong khán thính phòng hôm nay và những người đang xem chương trình lời chúc sức khỏe và chúc cho các bà mẹ luôn được hạnh phúc bên những người con trong gia đình. Và lời nói tiếp theo, anh Nguyệt xin được cảm ơn đến người nhạc sĩ đã cho anh Nguyệt hát ca khúc này từ những lời, những ca từ trong bài hát đều rất Việt Nam. Và đâu đó có hình dáng của mẹ anh Nguyệt, của anh Nguyệt, và anh Nguyệt tin rằng sẽ có nhiều bóng dáng của nhiều người mẹ Việt Nam trong ca khúc này. Cảm ơn anh đã cho phép em hát nhạc phẩm rất hay của anh. Ru mẹ khúc hát à ơi, nhạc và lời Vũ Minh Đức. Ru ơi à, con ơi
con về nắng tắt sau hè, mẹ bên bồn cửa đêm ngày tháng vui, nghe hoàng hôn vỡ làm đôi, con ôm khung hát à ơi du ơi, du ơi à ơi, du ơi à ơi, du à ơi du hồn, du ơi à ơi ơi. Vâng, kính thưa quý vị, và nhạc phẩm vừa rồi cũng đã khép lại đêm nhạc tình ca ngày ấy. Bây giờ số thứ hai với chủ đề Mẹ là cánh cỏ yêu thương để mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu của Quỹ Chắp Cánh Ước Mơ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã tới ủng hộ cho chương trình, và xin chúc các bà, các mẹ, các cô, các chị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe trong mùa Vu Lan này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn cả nhà.